Bên cạnh việc thưởng thức những đường bóng đẹp của đội tuyển Việt Nam, một đặc sản mà các camera mà nước nhà mang lại đó là dàn hot girl xuất hiện trên sân vận động Mỹ Đình. Mới đây, dù chỉ xuất hiện 2 giây trên sóng truyền hình trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, một gái xinh khiến dân mạng dậy sóng. Kết thúc 90 phút thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, gái sinh trên được netizen giáo diết truy tìm danh tính. Đồng thời, nhiều bài đăng về cô cũng xuất hiện trên các fanpage. Theo đó, Cô gái xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp ở phút thứ 67 của trận đấu. Cô nàng đeo khẩu trang, mái tóc đen suôn dài xõa xuống. Dù không nhìn rõ mặt nhưng nhiều dân mạng vẫn chắc chắn rằng đây là một hot girl nổi bật trên sân Mỹ Đình. Theo những thông tin ban đầu, cô gái này có tên là Chu Khánh Quỳnh, Phúc Yên. Cô bạn này từng là sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trên story của Facebook, Khánh Quỳnh cũng chia sẻ tấm ảnh đến sân Mỹ Đình xem bóng đá. Đúng với những gì dân mạng dự đoán, Khánh Quỳnh chính là một hot girl thực sự với gương mặt xinh xắn và vóc dáng bốc lửa. Trên trang cá nhân, Khánh Quỳnh chia sẻ vô vàn những khoảnh khắc xinh đẹp, quyến rũ. Với gương mặt và vóc dáng của mình, Khánh Quỳnh có hơn 16.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Mỗi tấm ảnh xinh xắn của Khánh Quỳnh đều nhận được lượt thả tim ầm ầm của bạn bè trên mạng xã hội.